mọi người, Sài Gòn hôm nay nắng lắm đúng không? Và chút ở Đà Lạt cũng nắng lắm mọi người. Thế là những ngày này thật sự rất là thích ăn trái cây, ăn những cái loại trái nào đó mà cho nó mát mẻ, nó mọng nước và đặc biệt nó có vị chua một chút nữa để cho nó giải khát. Thì ngày hôm nay chút có trái thơm mật. Ở Đà Lạt rất nhiều trái này mọi người, và thường là người ta dùng cái trái này để người ta sấy muối ớt á. Thì hôm nay mình sẽ ăn thơm chấm muối ớt nha. Trúc mời mọi người. Ở đây Trúc đã có một số cái lát thơm Trúc đã cắt ra rồi, còn cái này thì mình sẽ tách từng cái mắt mình ăn ha. Hồi đó mình hay tách bằng ngón tay không á mọi người, nhưng mà như vậy nó rất là rát cái ngón tay, nên là hôm nay mình đã thông minh hơn, mình biết sợ hơn nên là mình lấy cái muỗng mình tách đó, mình sẽ tách ra cái miếng như vậy nè. Mời mọi người nha. Ngọt quá. Mình có thể tách sẵn nhiều miếng. Cái thơm này mọi người, nó chín, nó rất là mọng nước đó. Mọi người gỡ từng miếng nó ra như nè mọi người đó. Này mình tách ra thẳng rồi nè, mọi người thấy nè, thơm mật đó mọi người. Thứ nhất là nó ngọt, thứ hai nữa là nó nhiều nước lắm. Ăn rất là ngon và cũng có bị rát lưỡi nhưng mà ít lắm mọi người. Cái trái này rất là dễ ăn và Trúc thấy đa số mọi người cũng đều thích ăn trái thơm. Nhìn cái màu á thì nó không có vàng đậm đúng không mọi người? Nhưng mà nó ngọt, nó chín rồi nha. Mọi người nhìn cái vỏ của nó nè. Khi mà ở bên ngoài á nó có cái màu vàng đậm thì ở bên trong nó đã chín rồi đó. Tùy trái, trái này Trúc thấy cái màu nó có vẻ cái màu của nó không có đậm bằng cái trái khóm ha. Trái khóm thì mình cũng miền Nam mình cũng hay gọi là trái thơm á, hay mua về nấu canh chua á. Ngon quá. Cái này là mình chấm với lại muối ớt nè mọi người. Mọi người chấm với muối Tây Ninh, muối tôm cũng ngon. Đã quá. Cảm giác ăn cái này nó mát mọi người. Không biết nó có mát thiệt không, không biết nó có giải nhiệt không, nhưng mà kiểu nó đã khác á. Chút đi uống nước ép á, chút cũng hay uống nước ép thơm lắm. Lấy cái muỗng tách cái bộ nó dễ hơn nè. Hồi đó cứ tách đó nó ra nguyên một chùm. Đã chưa? Trái này ngọt quá.
Mấy ngày nắng nóng này ăn trái cây là số 1 luôn. Mình đang thèm sầu riêng lắm mọi người. Nhưng mà ăn sầu riêng chắc là nóng lắm. Nhưng mà kiểu gì cũng sẽ phải có món sầu riêng, món ruột mà. Đâu thể bỏ quên em nói được. Cái chỗ nào nó chín nhiều á nó sẽ ngọt nhiều và nó cũng dễ tách hơn nữa, giống như chỗ bên này nè, chỗ bên này là chín nhiều nè. Bên này thì nó sẽ không ngọt bằng. Trái mới vừa nãy thì ngon quá, nhưng mà còn không biết cái trái này thì có ngon không. Để mình thử nhé. Trái này nó cảm giác nó ngọt ít hơn, nhưng mà cái ngọt của nó dịu hơn cái trái lúc nãy. Cái này ép nước, rất nhiều nước luôn. Cùi của trái thơm vẫn ăn được mọi người. Nhưng mà thường ăn á, nó sẽ bị sơ và nó ít ngọt, nó sẽ rát lưỡi hơn. Ngọt de kêu. Rất là thanh ngọt mọi người. Chúc nghĩ là trong cái mùa nắng nóng này thì cái trái thơm mật này nó rất là phù hợp với chúng ta. Chúng ta ép nước uống nè, chúng ta bổ sung vitamin C, và chúng ta lại có một cái món trái cây tráng miệng sau mỗi bữa ăn thật là ngon nữa. Gửi cái sự ngọt ngào thanh mát này đến cho tất cả mọi người đang xem video ngày hôm nay nha. Và nếu như mà mọi người có biết những cái loại trái cây nào mà để giải nhiệt trong những cái ngày nắng nóng như thế này thì hãy comment bên dưới cho Trúc nha. Trúc cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye!